Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu dòng xe Media dòng cuộc. Và đây là dòng Mercedes R904. Thì trong thời gian vừa qua đã có review trong rất nhiều cái dòng Media, dòng đua rồi. Thì Media có những dòng thương hiệu của model dòng 900, 901, 902, 903, 904 và 905. Và cái đời series đây là màu R904 đầu tiên về bên em, với tông màu xanh trắng. Thì cái thương hiệu Media này là thương hiệu cũng là dòng xe đạp thể thao rất là chiếm lĩnh thị trường thể thao rất là cao toàn châu Âu và châu Á cũng nhá, được rất nhiều các bác ưa chuộng về cái mẫu dòng Media. Thì bây giờ xin nói nhé, tôi giới thiệu xe. Vâng, một lần này em mới về cái model của dòng Media màu xanh trắng, tông màu xanh trắng. Và cái model của nó là dòng Media 904, làm từ hợp kim nhôm aluminum, vẫn là phim nhôm siêu nhẹ của dòng xe thể thao nhôm, với cái tông màu xanh trắng rất là nhã. Màu này rất là sạch xe nhé. Tổng thể xe đánh giá là từ 85-90% xe, tuy có một vài vết sức nhỏ trên khung xe nhưng mà rất là mờ. Tổng thể xe rất là đẹp nên là nhìn từ xa không thể nhìn thấy được. Dành cho những bác nào thích yêu những tông màu sáng thì đây là cái mẫu model của dòng xe đua cuộc bên nhâm, dòng Media R904. Đây là website chính hãng của Media. Bên dưới này nó có cái chắn xích của nó luôn bản về theo xe. Của gian em vẫn còn để nguyên thôi. Dòng tay vua của Media model R904, các bác lên trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model này. Ghi đông phổ phốt luôn bản theo xe, sử dụng với nhôm 6061 rất là cao cấp, nhôm siêu nhẹ. Nó sẽ được sử dụng với bộ tay lắc chuyển động của Shimano Sora bên tay phải em. Bên trái em sử dụng với bộ tay lắc Shimano chính hãng, cũng sử dụng tay lắc của Sora bên tầng đĩa. Đằng trước xe được sử dụng với bộ phanh 3 mảnh chính hãng của Sora Shimano nguyên bản theo xe. Càng nhôm thiết kế rất là mỏng, thu gọn cái khoảng cách của giữa khung và lốp vành của xe. Vành Cero, vành nhôm hai lớp của dòng xe đua đốt nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 700x23C, vẫn là kích thước lốp khá là cơ bản của dòng xe đua. Căm lái hẹ, căm dẹp. Đây là cái mẫu model Media 904 nguyên MG đúp chính hãng của Shimano Sora. Khung và càng đều là hợp kim nhôm siêu nhẹ. Còn nguyên bản theo xe, yên WTB hình đầu sói, hình đầu hồ đầu sói. Đây là W hiệu của dòng Mountain Bike WTB. Đùi đĩa sử dụng đùi đĩa của Shimano Sora hai tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano Sora, bê đan mặc đạn. Đằng sau sử dụng với củ đề Shimano Sora. Vành Vuteca, vành nhôm hai lớp, vành Cero nguyên bản theo xe. Kích thước lốp là 700x23C. Còn xe chiều cao đứng của khung xe là size 48.
Chúng ta đứng ở khung sàn size 48 bác nhá. Thế là các bác cao từ 1m63 đến trên 1m7 đi vào trước xe. Thì cái dòng Meridian mình giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua, cái dòng Meridian, dòng cuộc thì có những cái model từ 900 đến 905. Thì đây là cái model của dòng Meridian 904R Nguyên Group, chính hãng, full Shimano Sora. Xe với tông màu rất là nhã nhá, cái tông màu trắng xanh phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được. Và bây giờ xin mời anh đã tổng thể tiếp xúc xe, chi tiết hoạt động của xe. Đằng sau xe cũng sử dụng với phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Sora. Vâng, chuyển động một đầu của xe đây, lên lip này. Xe được trang bị với xe được chuyển động với bộ Shimano Sora 9 tầng lip chính hãng. Trong xe lên lip này, lip và xích còn rất là mới không nhá, đúng lip. Vâng, rất là trơn tru và mượt mà. Nguyên bộ group full của Shimano Sora. Bên đây phải em sử dụng với đồ đĩa Shimano Sora, hai tầng đĩa, bốn đĩa, đặt đĩa Shimano Sora lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru và mượt, rất là bon. Xe đánh giá là mới tầm 85 đến 90% xe. Tuy có một vài vết xước nhỏ thì vì trong quá trình sử dụng xe không thể tránh khỏi. Đây là cái tông màu rất là nhã cho các bác. Đi xe đạp là thể thao, những dòng xe cuộc đường ngắn hoặc đi theo tốt cá nhân nhỏ lẻ. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Meridian model R904 và full group Shimano Sora. Xe là rất tốt, bên em là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bạn trong ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác phải thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.